quý vị và các bạn, như đã đề cập ở những chương trình trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019. Cũng như năm 2018, cuộc thi năm nay đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh về việc tìm hiểu quy định mới của pháp luật. Một trong những đơn vị đi đầu trong việc chủ động triển khai cuộc thi ý nghĩa này là Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ, đóng chân tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ghi nhận của phóng viên chương trình về công tác tìm hiểu pháp luật và tham gia cuộc thi của đơn vị này. Những ngày này, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ, đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên của đơn vị đang hăng hái, sôi nổi tham gia nghiên cứu các văn bản pháp luật để tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019, với quyết tâm sẽ đạt kết quả cao tại cuộc thi năm nay. Theo thông báo của ban tổ chức, cuộc thi năm nay gồm 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019, với nội dung thi về bộ luật hình sự, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, luật phòng chống tham nhũng, luật tố cáo. Đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2019, với nội dung thi về bộ luật hình sự, pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật về biển đảo Việt Nam, luật an ninh mạng. Đây là những nội dung được tập thể Trường Đại học Nguyễn Huệ chú trọng tra cứu tìm hiểu. Trên cơ sở rút kinh nghiệm của cuộc thi năm 2018, thì sau khi nhận được kế hoạch mà đơn vị tổ chức triển khai, thì học viên chúng tôi đã tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ cũng như là các giờ hoạt động thanh niên để học tập nghiên cứu các cái điều luật cũng như là các cái bộ luật để có những cái hành trang, những cái kiến thức tốt nhất để tham gia cuộc thi này. Và với cái tinh thần và quyết tâm thì hy vọng rằng là trong cuộc thi năm nay đơn vị sẽ giành một cái kết quả tốt đẹp hơn năm vừa rồi. Khi tham gia cuộc thi pháp luật trực tuyến thì phải bố trí thời gian để nghiên cứu tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu bộ đề thi, chủ động biên soạn đề cương để tham dự cuộc thi đạt kết quả tốt. Đồng thời phải chủ động sắp xếp máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet để tham gia cuộc thi. Thứ ba là khi tham gia cuộc thi thì phải nắm chắc các nội dung về kế hoạch, hướng dẫn, thể lệ để tham gia cuộc thi, có phương pháp làm bài hợp lý. Sau mỗi lần thi cũng là lần bổ sung hoàn chỉnh đề cương để tham gia vào vòng thi chung kết đạt kết quả tốt nhất. Trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2018 diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến 14 tháng 10 năm 2018, với trên 54.000 thí sinh tham gia. Trong tổng số 88.000 lượt thi, ban tổ chức đã công nhận kết quả và trao giải cho 9 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ đã xuất sắc giải nhất tập thể, một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cá nhân khối trường học. Để đạt được kết quả trên, ngay từ khi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, nhà trường đã xác định đây là một nội dung hết sức quan trọng, bổ ích, là cơ sở để đánh giá kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường, đồng thời giúp cho cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường tiếp cận, hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về pháp luật của nhà nước. Chính vì thế, nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi đối tượng trong nhà trường tham gia. Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, đến với cuộc thi năm nay, nhà trường cũng đã xác định rõ mục đích, yêu cầu và tham gia một cách tích cực. Năm 2019, ngoài những cái nội dung, những cái hình thức, những cái biện pháp mà chúng tôi đã triển khai của năm 2018, thì năm 2019, năm nay, thì ngoài những đồng chí đăng ký ám hiệu để tham gia cuộc thi, thì chúng tôi vận động và khuyến khích cho tất cả các đối tượng đều tham gia. Không chỉ là một số cán bộ, giảng viên, học viên ám hiệu, yêu thích tìm hiểu pháp luật, mà tất cả các đối tượng thì đều được khuyến khích để tìm hiểu và tham gia cuộc thi một cách là đầy đủ. Chính vì vậy mà cái khả năng hiểu biết, cái khả năng nhận thức và khả năng vận dụng pháp luật nhà nước trong quá trình học tập, rèn luyện công tác của nhà trường thì đã đạt hiệu quả cao hơn. Đó cũng là một cái hình thức, cái nội dung để chúng tôi
tăng thêm cái hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là trong xây dựng nền đẹp chính quy và chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường. Theo tôi, việc tham gia cái cuộc thi trực tuyến này thì là một cơ hội rất tốt để cho tôi học tập và nâng cao thêm kiến thức về pháp luật của bản thân. Cũng như đây là một dịp để tôi được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cũng như thi đua với các đơn vị và nhà trường khác ở trong toàn tỉnh. Ngoài việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cuộc thi này còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng khác, nhất là tạo nên cơ hội cho nhiều người hiểu biết thêm về các quy định của pháp luật. Thông qua đó, góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong việc học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật. Tham gia cuộc thi, ngoài cái mục tiêu chung của nhà trường, đó là cái cơ sở để chúng tôi đánh giá cái kết quả trong quá trình phổ biến giáo dục pháp luật, cái kết quả của công tác giảng dạy, kết quả của công tác giáo dục trong các cái hoạt động của nhà trường đối với việc chấp hành pháp luật, hiểu biết pháp luật. Thì riêng tất cả các đồng chí tham gia dự thi lần này thì cái nguyện vọng của họ cũng muốn được tìm hiểu thêm về pháp luật Việt Nam, được hiểu biết hơn, rõ hơn, kỹ hơn những cái nội dung nó cụ thể trong cái cuộc sống. Mặc dù là những người sĩ quan, những người cán bộ trong quân đội, tuy nhiên cũng là những công dân Việt Nam, thì cái việc hiểu biết và chấp hành pháp luật thì rõ ràng là ai cũng như ai. Vì vậy mà chúng tôi cũng tuyên truyền, cũng giáo dục, và tất cả các đối tượng thì đều thấu hiểu được việc đó và tham gia một cách rất là tích cực. Tham gia cuộc thi này, trước hết thì tôi sẽ có được những kiến thức cơ bản về pháp luật, về các ngành luật như hình sự, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, v.v. Và từ đó thì tôi sẽ có được nhận thức tốt về pháp luật của nước ta. Và nên trên cơ sở đó thì tôi sẽ chấp hành tốt được những quy định của pháp luật, cũng như tuyên truyền cho các đồng chí đồng đội trong đơn vị, cũng như người dân và gia đình để thực hiện hiến pháp và pháp luật của nước ta tốt hơn ạ. Nhà trường hy vọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, năm nay trường Sĩ quan Lục quân 2 Đại học Nguyễn Huệ sẽ giữ vững ngôi đầu trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019 như thành tích năm 2018 mà nhà trường đã đạt được. Theo Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019, cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Để cuộc thi đạt kết quả cao nhất, Sở đã tham mưu Ban tổ chức cuộc thi tăng cường tuyên truyền, phát động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tất cả nhằm mục tiêu nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật của nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức với ưu điểm là tiện lợi, thi ở mọi lúc mọi nơi, không hạn chế về thời gian dự thi, tiết kiệm được chi phí tổ chức và hiệu quả tuyên truyền cao. Một điều đặc biệt hơn nữa của cuộc thi này là nếu như thí sinh không đạt được giải thưởng thì cũng hiểu biết thêm các nội dung văn bản pháp luật giúp ích cho cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh. Chính vì điều này đã giúp cho cuộc thi ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Với số lượng đăng ký dự thi ngày một tăng cao, mọi người dân trên địa bàn tỉnh đã và đang thỏa sức tìm hiểu, khám phá những kiến thức pháp luật. Nhờ đó, chỉ trong hơn một tháng phát động, cuộc thi đã có sự thành công nhất định với hơn 8.000 người dự thi trực tuyến. Chương trình pháp luật cho mọi người của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cuộc thi để gửi đến cho quý khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.